chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Honda FX độ lùn đầy cứng cáp, khoác trên mình một phong cách kiểu màu cá tính. Honda FX được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì hình dáng dễ thương, nhỏ gọn, nhưng lại vô cùng hầm hố và phù hợp hơn với đường xá thị thành nước ta. Honda FX độ lùn đầy cứng cáp, khoác trên mình một phong cách kiểu màu cá tính. Mẫu xe này được độ lùn xuống so với phần nguyên bản từ nhà sản xuất. Trông dáng xe là ngầu hơn, đẹp hơn và lạ mắt hơn. Tuy nhiên, với cái sức mạnh từ khối động cơ 125cc, đủ làm cho thân hình nhỏ nhắn bứt phá bất kỳ ở cung đường nào. Chó đèn tròn nhỏ đầy cá tính làm cho chiếc MX độ này như một chiếc cà phê racer. Ngoài dàn áo chuyển màu được nhắc đến trên chiếc xe, còn được trang bị thêm ghi đông Rizoma. Số ghế đôi CNC từng góc cạnh nhẹ nhàng, nhỏ gọn nhưng đầy cứng cáp. MX này còn có thể hở với cây bộ Anubis đầy quy lực, xi nhan multi, cản CNC v.v. BMW S1000A độ khủng mắt, hiệu năng mang tên Hunter of the Sea. Chiếc xe được mệnh danh là cá mập này tạo nên cái sự hung dữ dữ dằn hầm hố cho chiếc xế. BMW S1000A đã khiến không ít các tín đồ chơi xe trên toàn thế giới phải thèm khát những bản độ mà dưới đây cũng tương tự của Baker Thái Lan, làm chết mê chết mệt mọi người hơn. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của chiếc xế sau đây thì được trang bị những hiệu năng cần thiết làm cho em nó đẹp thế nào. BMW S1000A độ khủng với phiên bản độ hiệu năng của Baker Thái gây ấn tượng không chỉ ngoại hình hào nhoáng mà lạ mắt. Những ốp tình đồ chơi hiệu và cực chất, những món ốp tình tạo nên cái sự hầm hố đẳng cấp, làm cho chiếc xe thêm như một kính trắng gió Maricon Racing đầy tinh tế. Lần lượt những ốp tình đầy hiệu năng khác trên chiếc xe như trang bị thêm cụm tay thắng Rainbow Rossi, bên cạnh đó là bảo vệ tay thắng latex. Tay con đến thương hiệu của Kirit Turin dành cho mẫu BMW H4. Dàn chân được nâng cấp khủng hơn, cứng cấp hơn với mâm của Rotobot. Cụm phanh trước được độ lại với heo của Rainbow CB4 AX để Alpha Racing cùng với phục upside down Holly danh tiếng. Tổng thể dàn áo và bộ khung sườn của chiếc xe đều được ốp cầm bơ tăng thêm cái sự thẩm mỹ đầy tinh tế và sang trọng. Trang bị bộ số gãy latex A cho độ sắc nét sắc sảo thêm một bậc. Giảm sóc sau cũng được thay thế bằng cái phục Holin TX danh tiếng. Dàn chân sau cùng có hệ thống pen đập của Rainbow Bridge với dây dọc S tăng thêm cái sự nổi bật và hiệu năng cho chiếc xe yêu. Bên cạnh là cái bô ống xả đầy quy lực và tê tái đến từ cái thương hiệu Anubis Full System. Tổng hợp cái bản độ cực khủng mang tên Hunter of the Sea. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.